Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu CD có model là Denon DCD SA100. Đây là đầu CD cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng. Máy mình về tình trạng lái new, bao gồm full thùng xốp. Đó, một sợi dây nguồn zin và một cái khiển các bạn có thể chỉnh full chức năng. Đầu CD Denon SA100 nằm trong phân khúc là một trong những đầu CD cao cấp bậc nhất của hãng vào thời điểm đầu năm 2004 nha các bạn. Được sản xuất vào năm 2004, kéo dài tới 2007, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 28W. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo, các bạn nhìn rất bắt mắt, rất sang trọng. Ở đây nó có một cái logo là CD và SACD, các bạn có thể đọc những đĩa CD chất lượng cao. Ở bên trái nó có một chữ nổi Denon, ở đây là AL24 Plus là từ uplink 24 bit ha. Ở dưới nếu các bạn sử dụng SACD sẽ đèn sẽ hiện ở dưới. Ở đây là chức năng CD stereo là các bạn ứng hoặc là multi. Ở bên này là nút play stop, play bài tới bài. Ở đây nút hay đóng mở đĩa và đặc biệt là con mình mắt không kén nha các bạn. Mình cho bài cuối cùng luôn đó, các bạn thấy buông tay đọc liền, sử dụng mắt từ và sử dụng mắt Sony 1200S rất là dễ thay thế nha các bạn. Đó, rất là dễ tìm trên thị trường. Qua bài đó, các bạn buông tay đọc liền các bạn ha. Rồi à, máy về bơm gồm full thùng xốp. Ở đây nó có cái số seri là trùng với số seri máy nha các bạn. Dòng này với kích thước chiều ngang là 43,4 cm, cao 13,5 cm và hậu sau là 34 cm, và máy nặng tính cả thùng là 17,2 kg nghe bạn, rất là nặng luôn các bạn. Ở đây có Comatic Digital Auro Super Auro CD. Rồi tất cả còn nguyên phiên bản, nắp của nó là nguyên phiên bản, không trầy xước, không cứng móp nha các bạn. Bên này cũng vậy, cạnh đồ còn nguyên phiên rất đẹp. Rồi mình quay bên trái cho các bạn xem luôn, cũng vậy, không trầy xước, không cứng móp. Rồi mình nhìn mời các bạn xem tổng thể mặt sau. Tổng thể mặt sau là các bạn nhìn này, những cái đường ao này, nó có hai đường ao, đường 1, đường 2 ha. Các bạn có thể kết nối, nếu bạn sử dụng đường 2 thì các bạn rút ra. Ở đây ngoài ra nó có những cái nút dành cho các bạn setup là surround left, surround right, center, và các bạn thì kết nối sub rất cao cấp các bạn ha. Ở đây có đường digital out thì có đường optical và coaxial. Đường đọc trục, đường cáp quang đó các bạn. Này. Thông tin là dòng này được sản xuất 2004, Denon DCD SA100, IC 100V 28W, số seri 005, trùng số seri trên thùng nghe các bạn. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, ở đây dây nguồn zin rất đẹp. Rồi các bạn chờ mình mở nội thất cho các bạn xem. Dây nguồn zin của nó được sử dụng trên những đầu CD AMD cao cấp, được sử dụng trên dây nguồn chân vàng nghe các bạn. Nắp của nó rất dày nha các bạn. Bởi máy này nặng tính là thùng nặng 17,2 kg, là vậy đó các bạn, làm rất là chất lượng, rất cao cấp nha các bạn, không biết chạy xước nha các bạn. Ở trong là trắng phao luôn các bạn không? Ở đây nó có hai dính hai cái chỗ băng keo phía trên nha các bạn. Rồi nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy một cái đĩa nằm chính giữa rất đẹp, hai tăng phô nó nằm trong đúc trong một lớp keo rất chắc chắn, trong một miếng gang nha. Nào, đây là tụ lọc nguồn rất là dày đặc luôn. Đây bao mạch phía trên là ba mạch analog, bao mạch ở dưới là bao mạch giải mã tín hiệu nghe các bạn. Tất cả còn nguyên sinh rất đẹp. Sườn sắt là các bạn nhìn nè, không có điểm che, tụ rất nhiều dày đặc, bao mạch hai tầng nghe các bạn. Bởi con này nó nặng lên gần 17 kg, là vậy đó các bạn. Đó các bạn nhìn sườn sắt bên trái này, trắng phao như mới luôn. Dòng này sử dụng mắt Sony 1200S nghe các bạn, rất là dễ thay thế trên thị trường và rất là rẻ nghe các bạn. Những đầu CD đời mới thì nó khắc phục những nhược điểm của mắt, mắt rất là thông dụng. Rồi sườn sắt bên phải cũng vậy nè các bạn, trắng phao như mới luôn. Dòng này sử dụng 4 con chip giải mã nằm đáy dưới nghe các bạn, bao mạch dưới là sẽ 4 con chip giải mã, sử dụng chip giải mã PCM1792. 4 con chip PCM1792 được sử dụng cho những đầu CD cao cấp bậc nhất của hãng Denon, và được sử dụng trên những dòng Accuphase, CD Accuphase dòng cao cấp nghe các bạn. 4 con chip chạy mã PCM1792.
rất đẹp ha. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng, bên cạnh đó các bạn sẽ chơi đa thể loại nhạc rất đẹp mắt, rất sang trọng. Các bạn nào có những dòng âm liên đời mặt gold, mặt vàng, các bạn mua cái đầu CD này để trên rất đẹp mắt nha các bạn. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc. Giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ái vẫn xin lời ca tốt đời. Giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin giới thiệu thêm về cái đầu The Nong DCD SA100. Đây là một trong những đầu CD cao cấp của hãng nha các bạn. Rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm. Bạn nào mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm. Dòng này trên thị trường rất ít nghe các bạn, và những trang mạng đấu giá về rất là cao. Đó, nó trọng trèm. Nếu về Việt Nam, nếu trang mạng đấu giá, các bạn cứ xem những trang Yahoo Japan đấu giá, nó cũng là tầm 15-17 triệu trở lên nha các bạn. Đặc biệt máy mình về do mình mua được giá tốt, mình bán giá tốt, với giá chỉ là 12 triệu đồng dành cho con CD The Nong SA100 rất đẹp, like new như mới. Máy bán ra mình vẫn bảo hành kỹ thuật 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Giá 12 triệu đồng mình bao ship toàn quốc. Nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bằng code mình không bao ship. Máy bán ra bao gồm một sợi dây nguồn zin và một cái khiển zin, các bạn thể chỉnh full chức năng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.